được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình trạng đại dịch tại Úc tiếp tục được cải thiện. Ngoại trừ Victoria thì các tiểu bang và lãnh thổ khác đã không có trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng. New South Wales và Queensland tiếp tục duy trì tình trạng tốt đẹp và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, biên giới giữa hai tiểu bang đã được mở cửa phần nào cho cư dân sinh sống tại vùng phía bắc New South Wales và phía nam Queensland. Trong khi đó thì có vẻ mọi người đều đang chờ đợi ngân sách quốc gia sẽ được công bố vào thứ ba tuần tới ngày 6 tháng 10. Sau đây, kính mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi phần tin chi tiết của chúng tôi vào ngày hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Bầu cử tổng thống Mỹ, tranh luận truyền hình đầu tiên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán Úc châu. Cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đã diễn ra vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Nếu những ai đã chờ đợi để theo dõi cuộc tranh luận này thì có lẽ họ đã phải thất vọng vì trong suốt 90 phút gọi là tranh luận chỉ là những cuộc cãi vã giữa hai ứng cử viên. Theo cuộc thăm dò của khán giả thì có 48% người xem đã ủng hộ ông Joe Biden và 41% ủng hộ ông Donald Trump, trong khi đó thì 10% coi đây là một cuộc tranh luận không có kẻ thắng người thua. Tuy nhiên, theo tờ New York Times thì bất kể ai là người chiến thắng thì người thua cuộc chính là nước Mỹ, vì cuộc tranh luận này đã cho thấy rõ ràng Hoa Kỳ đang bị phân hóa trầm trọng và phản ánh tình trạng nội bộ và quần chúng công phẫn lẫn nhau. Điều quan trọng về phương diện kinh tế tài chính là khi ứng cử viên Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử thì tổng thống Donald Trump lại chỉ trích phương thức bỏ phiếu tại các tiểu bang và dự đoán rằng vấn đề có thể sẽ phải được giải quyết tại tối cao pháp viện. Điều này có nghĩa là kết quả cuộc bầu cử sẽ không được biết và tình trạng bấp bênh căng thẳng sẽ kéo dài trong nhiều tháng sau ngày 3 tháng 11, một viễn cảnh mà các thị trường tài chính đã bị ảnh hưởng. Và cũng bởi lý do ấy mà thị trường chứng khoán Úc Châu ngày hôm qua đã rớt giá trên 2%, tương đương trên 40 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Chỉ số ASX 200 mất 2.3%, trong khi chỉ số au ordinary mất 2.2% và như vậy thị trường chứng khoán Úc châu đã sụt giảm 4%. Nếu tình trạng chính trị tại Mỹ bớt dao động và phương thức tranh luận truyền hình được cải thiện hoặc được thay đổi để tránh phương thức đã bị đổ vỡ thì may ra thị trường chứng khoán mới có cơ hội phục hồi. Điều hiển nhiên trong thời đại dịch, nợ chính phủ gia tăng. Ngày hôm qua, công ty Standard Poor gọi tắt là S&P là một trong số ba công ty quốc tế về thẩm định tín dụng đã nêu lên vấn đề nợ nần tại Úc, không những chỉ ở cấp liên bang mà còn ở các cấp tiểu bang. Theo nhận xét của S&P, thì các tiểu bang tại Úc, đặc biệt là các tiểu bang miền Đông, hiện đang phải gia tăng chi tiêu rất nhiều để đối phó với tình trạng đại dịch. Và vì lý do ấy mà nợ nần của các tiểu bang cũng sẽ gia tăng rất nhiều, tạo nên hoàn cảnh khó khăn nếu những thiên tai khác xảy ra sau này. Vào thời điểm này thì các công phố phiếu do các tiểu bang tung ra thị trường đã lên trên mức 300 tỷ đô la. Tất nhiên là món nợ này cũng sẽ phải được trả vào một lúc nào đó. Tuy vậy, S&P dự phóng rằng các chính phủ tiểu bang sẽ phải đưa ra những sáng kiến mới để phục hồi nền kinh tế. Cũng như ở cấp liên bang, nền kinh tế cũng đang bước vào thời kỳ suy thoái vì mức thu thì đang giảm mà mức chi thì lại gia tăng. Thêm vào đó thì các tiểu bang miền Đông lại được chính phủ liên bang khuyến khích chi tiêu nhiều ngân khoản lớn cho các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở để vừa tạo công ăn việc làm, vừa tạo cơ hội để kích động nền kinh tế. Tin sức khỏe kinh tế thời đại dịch Chính phủ cần tung khối tiền lớn vào thị trường trong kế hoạch đối phó suy thoái. Như Việt Face TV đã loan, trọng tâm chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ liên đảng là tạo công ăn việc làm để giảm hạ tỷ số thất nghiệp và đồng thời kích hoạt nền kinh tế. Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đã nói rằng, chính phủ sẽ không nghĩ đến việc quân bình ngân sách cho đến khi nào mà chỉ số thất nghiệp tại Úc giảm xuống dưới mức 6%. Bởi vậy, vấn đề tung tiền để kích động nền kinh tế không phải là vấn đề đang được tranh cãi, mà điểm quan trọng hiện nay là chính phủ cần phải tung tiền ở mức độ như thế nào, và đây là điều mà các chuyên gia đang nghiên cứu. Theo một tài liệu của ngân hàng chữ kim RBA vừa được phổ biến theo đạo luật tự do thông tin FOA, thì có vẻ như ngân hàng chữ kim không cảm thấy là sự chi tiêu của các cấp chính phủ ở mức độ cần thiết về mặt hạ tầng cơ sở. Cũng theo tài liệu này, thì mức độ chi tiêu dự trù có vẻ không ở mức cao như sự chờ đợi của các chuyên gia. Bởi vậy, các nhà kinh tế đều đồng ý là chính phủ cần tung nhiều khối tiền lớn cho các dự án, bất kể là dự án lớn hay dự án nhỏ. Một dự án lớn được nêu ra như là một thí dụ, đó là công trình xây dựng hệ thống đường metro cho vùng Tây Nam ở Sydney, dài khoảng 66 cây số, để nối liền phi trường mới với hệ thống đường xe lửa. Ngoài ra, còn có một hệ thống đường hầm nối liền các vùng phía Bắc. Những công trình lớn này tại New South Wales dự trù sẽ chi tiêu từ 11 tỷ 500 triệu đô la đến 12 tỷ 500 triệu đô la. Hồi năm ngoái, trước thời kỳ đại dịch, chính phủ Morrison đã loan báo một khoản chi tiêu dự phóng là 100 tỷ đô la trong vòng 10 năm để cải thiện hạ tầng cơ sở. Cũng theo tài liệu của ngân hàng chữ kim ABA thì chính phủ các cấp cần chi tiêu khẩn cấp cho các chương trình lớn nhỏ, chẳng hạn như dự án mà các chính phủ liên bang và tiểu bang đã loan vài tháng trước đây trị giá khoảng 3 tỷ đô la, gọi là sẵn sàng bắt đầu nhưng thật ra vẫn chưa bắt đầu. Đại dịch COVID-19, tình hình tại Victoria. Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được vào sáng ngày hôm nay là trong 24 giờ qua Victoria đã có 15 ca nhiễm bệnh mới và 2 người tử vong, đem lại kết quả trung bình trong 14 ngày là 15.6. Như Việt Face TV đã loan hôm qua, Victoria chỉ có 13 trường hợp nhiễm bệnh mới và 4 người tử vong, nâng tổng số người tử vong tại Victoria lên mức 798 người trong tổng số 886 người trên toàn quốc Úc Châu. Điều này có nghĩa là số người nhiễm bệnh trung bình cho mỗi hai tuần lễ đã xuống mức rất thấp tức là khoảng 16.4 cho khu đô thị Melbourne và 0.3 cho vùng nông thôn tại Victoria. Tuy nhiên, ngày hôm qua, giới chức thẩm quyền y tế tại Victoria cũng đã phát hiện một diễn tiến khác tạo nhiều lo âu. Đó là kết quả về một cuộc phân tích nước thải tại thành phố Anglesey, cho thấy có những dấu vết của virus COVID-19, mặc dù tại khu vực này đã không phát hiện ai bị nhiễm bệnh. Bởi vậy, Bộ Y tế đã lập tức thành lập trạm thử nghiệm tại địa phương và trạm thử nghiệm này sẽ hoạt động trong vòng 6 ngày để công chúng có thể thử nghiệm với hy vọng tìm ra được người dương tính. Hiện nay tại Victoria, chính phủ đã thiết lập 31 cơ sở thí nghiệm nước thải để tìm dấu vết của virus COVID-19 và thành phố Anglesey là một thí dụ cụ thể. Mặc dù Victoria đang đạt được nhiều kết quả tốt, nhưng Thủ hiến General Andrews vẫn tiếp tục thi hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả giới hạn di chuyển trong vòng 5 cây số. Các chuyên gia tại khu đô thị Melbourne đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát để họ có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông Andrews vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Điều này đã khiến một vài bộ trưởng ở cấp liên bang nghi ngờ là chính phủ Victoria đang theo đuổi kế hoạch diệt trừ virus COVID-19, tức là elimination. Điều này trái ngược với quyết định của hội đồng nội các quốc gia và nước Úc nói chung, đó là theo đuổi chiến lược đè bẹp triệt để virus COVID-19. Nhắc lại là nước Úc đã theo đuổi kế hoạch đè bẹp triệt để virus Covid-19. Điều này khác hoàn toàn với New Zealand là nơi mà thủ tướng Jacinda Ardern đã theo đuổi chính sách tiêu diệt hoàn toàn mà kết quả là làn sóng dịch bệnh lần thứ nhì vẫn đã xảy ra, trong khi kinh tế New Zealand đã bị co cụm đến 12.2% so với khoảng từ 6 đến 7% tại Úc. Cuối cùng là tin bảo vệ người tiêu thụ. Triệu hồi các loại xe vì túi hơi Takata Airbags Vietface TV đã nhiều lần loan tải vấn đề này là túi hơi Takata Airbags đã được lắp ráp vào rất nhiều loại xe của Nhật và đã gây tử vong cho ít nhất là 29 người và trên 300 người bị thương trên toàn thế giới. Tại Sydney, cũng đã có một trường hợp tử vong tại Kapramata vào năm 2017 mà nạn nhân là một người Úc gốc Việt. Vì khiếm khuyết kỹ thuật này mà Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu thụ ACCC đã nhiều lần phát lệnh cưỡng bách triệu hồi hàng trăm ngàn chiếc xe đủ loại để túi hơi Takata Airbag được thay thế. Tuy nhiên, cho đến nay thì vẫn hãy còn 135.000 xe đang lưu hành, mà trong số này có 6.000 xe đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, cần được thay thế túi hơi ngay lập tức. Ngày hôm qua, Ủy hội ACCC lại một lần nữa liệt kê vào danh sách bị triệu hồi cưỡng bách hàng ngàn chiếc xe mang thương hiệu Toyota. Danh sách những loại xe bị triệu hồi cũng được liệt kê Tuy nhiên, những ai là chủ nhân của các loại xe này cũng nên truy cập trang mạng của ACCC để có thêm chi tiết chính xác. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV vào 10 giờ sáng ngày mai.